Xin chào tất cả các bác anh em nhá. Xin mời các bác và anh em điện tử Đàm Hoa đang test và giới thiệu chương trình một cặp loa bãi Mỹ JBL, cặp loa có mã là MRX525. Mô hình loa thiết kế 2 bát 40 từ neo và 1 mít tép neo. Kết cấu trước chiều cao của thùng là trên 1m2, ngang 50, sâu 44. Thùng gỗ sơn thần cát. Cặp loa này bên em đang chào bán với mức giá là 38 triệu. Một cặp loa zin đẹp xuất sắc. Chất âm của dòng loa JBL MRX525 phải nói là chất hết tương trầm luôn anh em nhá. Sử dụng 2 bát 40 này. 2 bát 40. Bát neo và 1 mít tép neo. Hàng đẹp xuất sắc. Chỉ đâu em chưa một vết chảy xước. Giá 38 triệu. Anh em có nhu cầu một cặp loa bình như thế này thì này liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974 637 646 hoặc 0948 249 265.